Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình vào chơi con game Anh Huy anh em ơi, kiếm tiền và chơi game. Thì hôm nay là đang có khoảng tầm 5.685.000. Chúc anh em thắng lớn anh em ơi. Rồi, nhìn qua dãy cầu này. Hôm nay chơi quay thú anh em ạ. Hiện tại là chim này, rồi ok. Mình sẽ chơi theo kiểu này. Nhưng em có thể thấy hiện tại giờ là có X8 là về khá nhiều ở bên thú rồi. Mình sẽ đặt khoảng tầm là 4 cầu anh em, 4 cầu. Mình nuôi x6 x12. Đó, và bên này là x6 với x8 anh em nhé. Mình sẽ nuôi khoảng tầm là 4 cầu. 4 cầu. Anh em chơi theo cậu như mình bảo xem có đúng không anh em nhé. Cái đầu thì bị mất khoảng tầm 400k, khá hơi bị đau. Mình sẽ vào một tay nữa này. X8 nó ra khá nhiều rồi. Rồi ok. Vừa nãy tay nãy về con thỏ nó ra, mình phải đánh sang con cầu cầu con bên khỉ này mới đúng, mà tự nhiên mình lại vào cầu bên gấu. Nhưng sai anh em ạ. Mình vẫn nghĩ là tay này thì sẽ về x6 hoặc là x8 thôi. Rồi, gấu rồi. Rồi mình theo 4 tay, hai tay chim và hai tay thú anh em nhé. Lời tầm là 779k. Rồi ok. Tay này thì khả năng thì mình nuôi bên chim thôi mấy anh em ạ, bên chim thôi, 4 cầu thôi. Đó, đi 4 cầu thôi. Anh em có thể đi 4 4 cầu, hai cầu bên này, hai cầu bên kia. Và cũng có thể là đi 4 cầu của 4 ô tất cả. Đó. Rồi, cầu này thì bỏ cầu thỏ thì lại về anh em ạ, bỏ cầu thỏ lại về. Lâu lắm không về chim rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy này, 1 2 3 4. Lên lên về đi tay này đậm một tí anh em ạ. Có chí thì làm quan, có gan thì làm giàu. Lên tiếp tục anh em nhá. Nó về con gấu này. Chim này. Đây là đâu? Con khỉ, chim, gấu này, xong bắt đầu khỉ này, gấu này, thỏ này, ai chả nhờ, căng nhờ, mấy tay liên tục về về thú này, 60% về thú này, 38% về chim này, căng thế nhờ. Lùi tiếp một tay nữa đi. Đây, không ra thôi anh em ạ, chỉ là toang đấy. 500k. Nó về con đại bàng nữa thì thôi, ok, kéo lại những gì mình đã mất anh em ạ. Thôi cầu này nó ra bên chim rồi anh em ạ, nó ra con én rồi, thì được x6 rồi anh em ạ. X6 nhưng không được lời lời lại một tí anh em ơi, nhưng không sao. Vẫn cứ kéo lại tiếp anh em ạ. Cái này thì mình vẫn nuôi tiếp bên chim anh em nhé. Nuôi tiếp bên chim. Khi mà đi chơi thì anh em cũng phải gan lên một tí, không có gan thì không giàu đâu anh em ạ. Lên nào, làm tí lô không, bắt đầu là à lâu làm tí quay thú không, bắt đầu là để tiền chiều làm mấy con lô. Rồi ok, ăn công x8 này, hai cầu bên chim khá là mượt anh em nhé. Trả lại rồi, tỷ lệ bây giờ bao nhiêu, 45-8 à. Thôi tay này thì chắc chắn rồi, đả thằng thú còn gì nữa. Đả thằng thú rồi, lôi 500k thú anh em nhé. Một cầu x8 mới cả một cầu x6 ra rồi, bên chim ra rồi thì lôi bên thú thôi. Nó chạy hai cầu bên chim. Lên nào. X100 mà. Pha này thì mình không 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 đỡ được anh em ạ. Nó về x100 thì mình không đỡ được anh em ạ. Vậy 100 đi. Đáng lòng thật anh em ạ. Cầu này không thể khỏi được rồi anh em ạ. Vẫn cứ đi là 500k thôi. Lên nào. Ok. 500k x6. Đi thỏ với cả khỉ với cả sư tử. Đi gấu. Rồi, tại này ra sư tử được thì tuyệt vời. Ngon rồi. Tuyệt vời. Rình mãi mày mới về từ đầu đến giờ anh em ạ. Từ đầu đến giờ
Báo cô ta hơi lâu, mình báo cô ta hơi lâu, vẫn cứ đi tiếp bề tiếp 500k về thú anh em nhé. Thằng xe này về thú cũng khá cao. Đi tiếp về thú. Ok anh em. Lên nào. Rồi ok. Khỉ rồi, X8 mượt rồi, mượt rồi. Đấy, mượt rồi. Tuyệt vời. Kéo tiếp anh em ạ, à. Vẫn kéo tiếp anh em ơi. Cái này thôi anh em ạ, à. Cái này thì mình đảo thằng chim đi. Chim hợp lý hơn đấy anh em ạ. À. Rồi ok. Nó về con đại bàng nữa thì gọi là ngon luôn. Ấm luôn anh em ạ. Nào, đại bàng nữa thì gọi là binh chư linh luôn này. Đại bàng nữa thì mình nghĩ khả năng là mình dừng được rồi đấy. Ôi dồi ôi, nó về cá mập X24. Đôi khi nó về con cá mập X24 thì nó còn bắn ngược lại sang con đại bàng anh em ơi. Nó còn kiểu như thế. Anh em chơi gặp tình trạng này chưa? Đó. Nó về con cá mập X24 nó còn bắn thêm một con nữa. Đó. Nó sẽ ra đại bàng hoặc là một con gì đó. Kiểu nó chạy thêm một vòng nữa anh em ạ. Mình có một vài lần mình thấy nó kiểu đấy nhá. Thế rồi anh em ạ. Thế mới hay như này. Ôi ơi, sư tử kia, sư tử kia. Cầu sau không chim mới là lạ, cầu sau không chim mới là lạ. Cầu sau không chim mới là lạ. Đồ. Đồ cầu sau không chim mới là lạ đấy, thực sự luôn đấy. Cầu sau không chim mới là lạ, 58% về thú rồi. Lên tiếp nào. Tôi bảo rồi không chim mà lại. Rồi X8. Cách đánh 4 cầu này cũng ổn anh em ạ. Cách đánh 4 cầu này cũng ổn đấy. Ok. 51M khá là ổn đấy, ổn áp rồi. Thôi. Cũng có gọi tí là rau cháo anh em ạ. Rồi. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.